này, Liên đoàn lao động tỉnh Bắc Giang xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm của đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Giang, lãnh đạo tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, các sở ban ngành, ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội tỉnh, các tổ chức, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các cá nhân, các thế hệ cán bộ công đoàn đối với hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động tỉnh Bắc Giang trong suốt những năm vừa qua. Nhân dịp này, thay mặt ban thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh, tôi kêu gọi và đề nghị toàn thể đoàn viên, người lao động, các cấp công đoàn tiếp tục phối hợp với chính quyền, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp nêu cao tinh thần trách nhiệm, hưởng ứng có hiệu quả nhất trên cơ sở đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nêu gương tốt trong lao động sản xuất, trong công tác và học tập, tiếp tục phấn đấu nhiều hơn nữa để xây dựng đội ngũ công nhân viên chức lao động ngày càng hiện đại, lớn mạnh và tổ chức công đoàn vững mạnh toàn diện, giữ vững vai trò tiên phong, nòng cốt trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện thắng lợi các cái nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, xây dựng tỉnh Bắc Giang phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Bình minh đang về trên khắp nẻo đường, cờ hoa đón mừng rạng rỡ tiếng cười vui, tiếng máy reo tiếng loa ca thầm gọi, tiếng đàn bừng sáng những công trình dựng xây. Việt Nam tiến tới, đồng lòng đoàn kết vươn lên, theo một đoàn lao động sáng một niềm tin. Vinh quang cô công nhân đang vào ca, còn lấp lánh như giọt sương trên mái tóc xanh. Anh công nhân xoay tay quay dàn máy, mang nhịp sống công trường rộn rã khắp nơi nơi. Vinh quang thầy công nhân. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.